Kính thưa quý vị, Tổng thống Pháp gặp Tổng thống Đức tên từ Bá Linh. Tổng thống Pháp ông François Hollande đã được đón tiếp với lễ nghi quân cách tại dinh Tổng thống Đức. Tổng thống Hollande và Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đều đã ký tên lên sổ vàng bên trong tòa nhà Schloss Bellevue trong lúc viếng thăm. Gặp Tổng thống Gốc là một phần trong chương trình ngày kỷ niệm lần thứ 50 năm Hiệp ước Élysée. Nhưng ngày lễ này, hai nước Pháp và Đức muốn chứng tỏ sự đoàn kết giữa hai nước.